Đến với cái bài lab số 3 này là phương pháp phối màu tương phản, thì đây tôi giải thích nó là như thế nào. Đây các bạn nhìn ở trên cái slide này nè, nó minh họa rất là dễ. Có nghĩa là các em cứ lấy cái bánh xe màu sắc ra, hay còn gọi là cái vòng thuần sắc đó các bạn, cái bánh xe màu á, thì những màu nào nó đối nhau như vậy là tương phản nè. Ví dụ như cặp màu đỏ, màu xanh lá cây, rồi ví dụ như màu tím này thì đối với thằng này, rồi màu tím này đối với thằng này. Giống như hồi nãy có bài của một bạn làm sang phối màu tương phản rồi đó, tím với vàng là tương phản nè. Còn tương đồng là nó phải nằm gần nhau vậy nè. Đó, nó khác nhau rất là rõ nha các bạn. Mỗi cái phối màu nó đều có tác dụng khác nhau và nó làm cái chức năng vai trò khác nhau, và đúng phương pháp là các em phải hiểu ha. Tương đồng là những cái màu liền kề, nó đơn giản vậy thôi. Ví dụ như từ đỏ sang tới này, các bạn có thể chọn bốn ô thôi, hoặc là từ màu tím này sang màu tím này, đó nhắc lại chút xíu, hoặc là cái cụm này, hoặc là ba màu này cũng là tương đồng. Hai màu thì nó hơi ít, chúng ta nên chọn từ ba trở lên. Rồi cái màu tương phản thì các bạn sử dụng cặp màu hoặc là màu nha. Ví dụ như đỏ xanh, hoặc là các bạn dùng đỏ với lại tím này thì nó sẽ đi với lại thằng xanh này và cái thằng xanh nhạt này. Đó, tương tự như vậy. Ở đây nó ví dụ rất là dễ nha các bạn. Đây là tài liệu, ở đây nó có ghi, nhiều khi cái tiếng Anh các bạn nhiều khi mình khó hình dung, các bạn cứ nhìn cái hình. Rồi bây giờ tới bài cụ thể luôn thì nó phối như thế nào cho các bạn xem. Đây ví dụ như cái này, đây là một bài hình tròn. Đây là các bạn nhìn chung nha, đây là sự tương phản giữa gam quản chất của nó là màu đỏ và màu xanh. Màu đỏ là màu nóng, màu xanh là gốc màu lạnh thì nó đã tương phản. Tuy nhiên các bạn thấy nếu mà mình chỉ để đỏ và xanh không thì nó quá là gay gắt, nên mình sẽ thêm vô những cái mảng màu đệm của nó, ví dụ như những màu cam, màu vàng. Còn thằng xanh này nó có những cái màu xanh ve chai, những màu xanh đọt chuối đó, nó những cái gốc nó gần nhau. Đây, màu đỏ với màu xanh nè, nó lấy cái cụm này nè các em. Đây nè, nãy như tôi nói các bạn là nó lấy cụm tương phản nè, nó đi như thế nào đó vậy thôi. Các bạn đừng có tự nhiên cái hai thằng này đang dùng đỏ xanh tự nhiên có thằng tím ở trong là chất quất nè, bởi vì thằng tím nó không có nằm tương phản đó. Do đó các bạn khi sử dụng, các bạn lật cái bánh xe màu sắc này ra, và cái bánh xe màu sắc này tìm rất là dễ rồi, nó trên mạng nó đầy ra các bạn, bởi vì nó là thuộc dạng cơ bản mà dân design hoặc là dân vẽ vời nó nằm lòng luôn rồi đó. Vậy thì các bạn chú ý cho đúng ha. Rồi, ở đây các bạn thấy người ta vẽ nè, hình thù nó là nhiều khi nó không là cái gì hết, nhưng mà các bạn thấy nó cũng phối màu, một cái gam màu cũng rất là đẹp các bạn thấy ha. Thì ở đây các bạn thấy là nó chia ra những cái hình, nó vẽ là những cái này gọi là những cái hình học, là nó tự nó giao nhau, nó cắt nhau rồi người ta chia, nhưng mà các bạn thấy người ta chia lớn nhỏ rất là ngẫu nhiên ha. Và các bạn nhìn đi, các bạn sẽ không đếm được bao nhiêu mảng, bao nhiêu lớp trong đây đâu. Ví dụ giờ đếm là 1 2 3 4 rồi, nó nhiều lắm các bạn. Thì chính vì như vậy thì cái bài mình nó mới sinh động được nhá. Tương tự như vậy thì cái gam bên đây các bạn nhìn cũng rất rõ, đó là sự tương phản giữa đỏ và xanh lá cây. Thì đỏ, trong cái đỏ đó nó sẽ sử dụng những cái lúc đỏ nhạt, đỏ đậm, lúc đỏ nhạt, rồi có màu đỏ nó gần với lại màu vàng chút, rồi xanh lá cây nó hơi lai qua màu xanh ve chai một chút để cho nó sinh động nha các bạn. Có nghĩa là chúng ta dùng màu và cụm màu nó đi với nhau. Và các bạn thấy gần như đây là cái cách điệu của một cái hoa hay là cái lá gì đó này, các bạn thấy những cái đường nét nó rất là mềm mại nhưng mà nó chia ra rất là khác nhau để nó tăng cái sự sinh động. Bởi vì nếu các bạn cứ chia đều nhau hết thì thiết kế của mình hoặc là cái mẫu của mình nó sẽ trở nên là cứng nhắc và đơn điệu ha. Các bạn thấy nè, chia nhỏ như vậy thật ra mới dễ phối màu các em, đừng có sợ chia nhỏ như vậy nó không có quá là phức tạp đâu, mà chính chia nhỏ như vậy nó làm cho sinh động. Ví dụ như các bạn thấy ở đây người ta cố tình người ta chia nhỏ nhiều để người ta làm nổi bật những cái chỗ này, còn đây các bạn thấy nó là những cái mảng lớn để mình buông nó đi, để tôn cái này lên. Vậy thì lúc chia nhỏ, lúc chia lớn chúng ta cũng tính toán cái nào chính thì chúng ta tập trung, còn những cái phần phụ thì mình làm mình lơi nó đi ha. Chứ tưởng tượng các bạn, nếu mà các bạn chia luôn cái này thì có thể là cái bài này nó sẽ nát, hoặc là chúng ta giống như trường hợp bài này, thật ra nó giữa hai bài này thì bài này tốt hơn, bởi vì bài này nó điểm chính của nó rõ hơn, nó không bị tranh chấp nhiều. Nhưng mà về mình đang học về phối màu thì hai bài này đều phối màu tốt. Ok, tiếp theo đây, ví dụ như thế này đây các bạn. Đây là sự tương phản giữa màu cam, màu da cam ha, cái gốc màu da cam và màu xanh dương. Nhớ giùm tôi, gốc màu da cam thì nó có đi với vàng được nè, xanh dương thì nó cũng đi với lại những cái màu xanh gần nó. Đương nhiên các bạn thấy tự nhiên không có màu tím trong đây là đúng rồi đó, bởi vì màu tím nó đâu phải nằm trong gốc đâu. Đây tương tự như vậy, các bạn nhìn cái này theo phân tích các bạn sẽ thấy nó là tương phản giữa gốc màu đỏ và gốc màu xanh lá cây. À, xanh lá cây thì nó sẽ có đi chung với thằng này được. Do đó các em muốn làm đúng màu thì cái đầu tiên các em mở cái bảng, cái vòng bánh xe ra, các bạn chọn cụm màu các bạn phối lên vậy thôi.
Và các bạn cứ nhìn theo trong cái cụm đó là các bạn có thể tăng sáng, tăng tối gì đó mình thêm vô, và đừng có thêm cái màu thứ ba trước vô là đúng. Rồi đây về hình thức thì các bạn có thể sử dụng lại cái đây, như những cái mẫu này là người ta tự vẽ ra các bạn. Để ví dụ như mẫu này là cách điệu từ một cái hoa nào đó, ví dụ như cái bình nè. Cái bình rồi cắm hoa lên, người ta vẽ lại, người ta biến nó thành những cái hình học. Cách điệu là mình quy nó về thành những cái hình học hết. Ví dụ như tròn là tròn luôn, thẳng là thẳng tưng luôn. Ha. Rồi, chủ yếu là các bạn xem để hiểu cái nguyên tắc phối màu ha. Thì bài lab số 3 này là phối màu tương phản nha. Đây. Đó, đây là cách phối màu tương phản. Các bạn thấy đây toàn là dùng hình học không đó nha. Hình tròn nè, hình chữ nhật nè, rồi hình vuông nè, kết hợp lại với nhau và các bạn đếm đi. Cái này lồng lên cái kia, cái nó đang xen lẫn nhau rất là ngẫu nhiên. Rồi đây là phối màu giữa đỏ và xanh. Thằng này cũng vậy ha. Rồi đây là giữa màu xanh dương và màu cam. Đây là cái theo cái phong cách hiện đại bây giờ nè. Đó, đây là sự tương phản, phong cách đúng phối màu tương phản luôn giữa xanh dương và cam. Rồi tôi quay lại nha. Thì các bạn coi nè, tại sao nè, xanh dương và cam là đúng rồi nè các em, đây. Orange và blue nè, đó là những cái cặp màu mà rất là nổi tiếng nha. Hoặc là yellow và purple. Yellow là màu vàng còn purple là màu tím. Đó là những cặp màu tương phản gọi là kinh điển. À, cơ bản đó các bạn. Hiện nay nó dùng nhiều trong vấn đề về ví dụ như thiết kế là một nè, trang trí là hai, hoặc là thời trang các bạn. Nhất là trong lĩnh vực thời trang, người ta làm cái phối màu tương phản này rất nhiều để tôn lên những cái phần mà người ta muốn cho chú ý. À, ví dụ như cái mẫu này cũng rất là đẹp, phối màu giữa màu xanh dương và màu cam, các bạn thấy người ta chia ra rất là nhiều ha. Do đó khi các em làm bài, cái đầu tiên là các em chú trọng đến việc phối màu cho nó đúng. Cái thứ hai nữa là các em tập luôn cái cách chúng ta vẽ. Bạn nào mà mày mò ông ta vẽ ra tốt thì nguyên tắc để vẽ được những họa tiết này thì các bạn đi từ những cái cơ bản nhất, đó là dùng hình học phối hợp với nhau. Ví dụ như đây là những cái hình tròn. Đây. Còn đây là hình tròn chứ còn gì nữa các bạn, nó cắt ra giữa nữa thôi, còn đây là tam giác nè. Đó, đây là toàn là những hình học thôi, nhưng các bạn sắp xếp với nhau, cái này cắt cái kia, cái này lần qua cái kia, rồi mình tô màu lên. Rồi ok ha. Thì tôi dừng chia sẻ ở đây nha.